Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày 14 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay dưới sự điều hành của đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Thị Hoa, đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 đã khai mạc kỳ họp lần thứ 14. Nhiều tâm tư nguyện vọng của cử tri gửi gắm mong muốn Hội đồng nhân dân tỉnh thể hiện tốt vai trò cơ quan dân cử, tích cực thảo luận, hoàn thiện các dự thảo tờ trình, nghị quyết, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nhiều lĩnh vực quan trọng khác của tỉnh. Những người lính biên phòng hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gieo niềm tin vững chắc trong lòng đồng bào các dân tộc nơi biên cương cực Tây của Tổ quốc. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay dưới sự điều hành của đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Giàng Thị Hoa, đồng chí Lê Trọng Khôi, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp lần thứ 14. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Điện Biên thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức do đại dịch COVID-19 bùng phát lây lan trên diện rộng. Thực hiện tinh thần chống dịch như chống giặc và giãn cách xã hội, nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên bị gián đoạn, chậm trễ, thậm chí một số hoạt động phải hủy bỏ. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết cực đoan như hạn hán, mưa đá, dông lốc diễn ra ở nhiều địa phương. Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát, dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 0,54%. Chỉ số này sụt giảm chưa từng có từ trước tới nay. Trong bối cảnh đó, được sự đồng thuận của nhân dân toàn tỉnh, Điện Biên đã thực hiện nhiều quyết sách cụ thể, quyết tâm không để kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng, thực hiện mục tiêu kép, đó là vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa giữ được tỉnh ở tình trạng nguy cơ thấp về dịch bệnh, đặc biệt là không có trường hợp nào nhiễm bệnh tại cộng đồng. Tuy tốc độ tăng trưởng đã thấp, nhưng vẫn duy trì được đà tăng trưởng dương. Trong khi đó, một số tỉnh trong khu vực và cả nước còn có tốc độ tăng trưởng âm. Kết quả kép đạt được là cơ sở thuận lợi để tỉnh Điện Biên tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Bước vào trạng thái bình thường mới trong 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra. Tại kỳ họp lần này, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn nhận được nhiều ý kiến tham gia vào các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 là kỳ họp thường lệ giữa năm. Chương trình nghị sự của kỳ họp này với nhiều nội dung quan trọng. Thời gian qua, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ chuẩn bị các nội dung của kỳ họp. Về cơ bản, các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng và đã được gửi đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời. Để kỳ họp thành công và đạt hiệu quả cao nhất, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần vào thành công của kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo kết quả phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong giải quyết các phát sinh từ sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm. Theo đó, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chỉ tiêu về kinh tế quan trọng vẫn tăng so với cùng kỳ và đảm bảo mục tiêu đề ra. Tiêu biểu như thu ngân sách địa phương đạt hơn 5.500 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt gần 600 tỷ đồng, đạt gần 48% dự toán.
Bên cạnh đó, giá trị sản xuất công nghiệp, huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 5.400 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn tăng hơn 24%. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, cải cách thủ tục hành chính tăng thêm một bậc, đứng thứ 27 trong toàn quốc. Đồng thời giải quyết việc làm mới cho hơn 4.300 lao động. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, vận tải hành khách, xuất nhập khẩu đều giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Khu vực dịch vụ chịu thiệt hại nặng nề, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ ăn uống, vận tải. Dự ước tổng thu từ hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm giảm 78,5%, dịch vụ lưu trú ăn uống giảm 36,72%, doanh thu từ hoạt động vận tải giảm 20%. Tình trạng lao động thiếu việc làm, không có việc làm và mất việc làm gia tăng. Những tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm cho tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt 0,54% so với cùng kỳ năm trước. Quán triệt chỉ đạo của Trung ương và của Chính phủ, tỉnh không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà sẽ quyết tâm quyết liệt để chỉ đạo đạt kết quả cao nhất. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2020 thì Ủy ban nhân dân tỉnh có xác định phải thực hiện hiệu quả đồng bộ 8 nhiệm vụ trọng tâm với 9 nhóm giải pháp cụ thể để nhằm đẩy nhanh tiến độ phục hồi nền kinh tế, thực hiện đầy đủ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục lại nền kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tiêu biểu như là tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, đảm bảo phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường sản phẩm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để kích cầu và phục hồi du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chủ động ứng phó với dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp và người dân, tập trung chỉ đạo thu và tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, hạn chế thấp nhất việc nợ động thuế. Tại kỳ họp, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Nghe đại diện thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc trong tỉnh để nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng trên lĩnh vực kinh tế xã hội, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng cần thẳng thắn đánh giá những khuyết điểm và hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020. Tiêu biểu như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các chương trình dự án đầu tư còn nhiều khó khăn vướng mắc, chậm được tháo gỡ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, mua bán vận chuyển các chất ma túy vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Đây là những vấn đề đòi hỏi phải được giải quyết một cách có hiệu quả trong thời gian tới. 6 tháng cuối năm 2020 có rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đó là tiến trình Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026 và cũng là thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân còn lại của nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng, có vai trò quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả năm 2020. Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2016 đến 2020. Làm tiền đề để bước vào Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Kết thúc kỳ họp này, đề nghị Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân tỉnh, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo kết quả kỳ họp, tuyên truyền phổ biến các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đến cử tri và nhân dân.
đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân giai đoạn 2016-2020, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị trong đợt tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp thứ 12 và các đợt tiếp xúc cử tri chưa được giải quyết dứt điểm và tờ trình về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong ngày làm việc hôm nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 cũng đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 đối với ông Vùi Văn Huyện do chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới. Biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Sùng A Hồng, nguyên giám đốc công an tỉnh do được nghỉ chế độ, ông Hà Quang Trung, nguyên giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Quang Hưng, nguyên Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do chuyển công tác để nhận nhiệm vụ mới. Thưa quý vị và các bạn, một trong những vấn đề được các vị đại biểu quan tâm đó là việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020. Về vấn đề này, quan điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh là căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công của năm 2020 và quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư và đảm bảo trật tự an toàn xã hội theo nghị quyết 84 của Chính phủ. Ủy ban dân tỉnh đã trình tại kỳ họp thứ 14 của Hội đồng dân khóa 14 về việc điều chỉnh cái kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công của năm 2020 với mục đích là nhằm để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư. Thông qua đó thì sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh Điện Biên. Vì vấn đề giải ngân vốn đầu tư thì nó sẽ có tác động rất lớn đến vấn đề về các cái khoản về thu ngân sách của địa phương. Thì ngoài cái việc mà trình Hội đồng dân kỳ này điều chỉnh kế hoạch và tới đây đến tháng 9, tháng 10, Ủy ban dân tỉnh sẽ tiếp tục rà soát lại toàn bộ tiến độ triển khai thực hiện của kế hoạch đầu tư công năm 2020 để tiếp tục trình Hội đồng dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của những tháng còn lại của năm 2020. Một nội dung quan trọng khác được nhiều người đặc biệt quan tâm đó là chủ trương đầu tư xây dựng đền thờ tưởng niệm các liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ trên đồi F. Công trình thể hiện sự tri ân với công lao to lớn với các anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau. Đây là một công trình hết sức có ý nghĩa. Nó nhằm tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ. Và cũng là một cái dịp mà để chúng ta mở rộng cái lòng tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nghĩa cả rất là cao đẹp. Và hy vọng rằng và cũng rất mong muốn là các cái thế hệ cựu chiến binh như chúng tôi và các cái thế hệ trước nữa cũng rất mong muốn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 14 lần này sẽ sớm thông qua nghị quyết để mà đầu tư xây dựng cái đền thờ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chiến thắng Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc sáng nay đã thu hút được sự theo dõi của đông đảo cử tri trên địa bàn tỉnh. Đã có nhiều tâm tư nguyện vọng của cử tri gửi gắm, mong muốn Hội đồng nhân dân tỉnh thể hiện tốt vai trò cơ quan dân cử, tích cực thảo luận hoàn thiện các dự thảo tờ trình, nghị quyết, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nhiều lĩnh vực quan trọng khác của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại phiên họp này, một trong những nội dung quan trọng nhất được Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận đó là kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm. Trong đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn tăng so với cùng kỳ và đảm bảo mục tiêu theo lộ trình kế hoạch đặt ra, như tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 5.300 tỷ đồng, tăng trên 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 5,3%. Thu ngân sách là trên 5.500 tỷ đồng, đạt hơn 55% dự toán giao. Bên cạnh đó, các mặt văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.
Những kết quả ấy càng tạo nên niềm tin vững chắc trong cử tri và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền. Những quyết sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thể hiện bằng các nghị quyết và hoạt động giám sát của mình. Hôm nay là ngày Hội đồng Nhân dân khai mạc kỳ họp lần thứ 14. Thì chúng tôi rất là cử tri, chúng tôi rất là chú ý và mở TV để xem, nghe. Tôi rất là phấn khởi, cử tri và tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền. Thì là kết quả đã đạt được thì như chị đã thấy đấy, ông Mùa Sơn đang trình bày đấy, thì thấy rằng chúng tôi rất là phấn khởi. Riêng với lại cái dịch Covid thực hiện cái chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì từ trên đến cơ sở là đều các thành lập các cái ban phòng chống Covid, thế và tuyên truyền đến người dân hiểu biết và để phòng tránh. Trong 6 tháng đầu năm của 2020, đối với cả tỉnh Điện Biên chúng ta là nói chung, riêng đối với thành phố Phường Nam Thanh nói riêng thì cũng có sự ảnh hưởng đến cái dịch Covid-19. Thì cũng vấn đề đến, cũng có cái nhiều cái ảnh hưởng đến vấn đề là kinh tế, nhất là cái đời sống của nhân dân. Đối với cái chỉ đạo điều hành từ trung ương đến địa phương, từ đến tỉnh, đến thành phố, đến cơ sở, thì đối với cái việc chỉ đạo về cái vấn đề chính sách xã hội, an sinh xã hội của toàn quốc ấy, từ trung ương đến địa phương ấy, thì nói chung là cũng rất là tốt, đấy, cũng nhanh chóng để cho người dân với lại các đối tượng để ổn định cho cuộc sống, để có công ăn việc làm. Cùng với sự lạc quan tin tưởng, hầu hết cử tri trên địa bàn tỉnh cũng đặt nhiều kỳ vọng và mong muốn kỳ họp lần này sẽ có nhiều quyết sách, giải pháp đúng đắn nhằm tháo gỡ những khó khăn, khôi phục nền kinh tế và ổn định cuộc sống của người dân. Góp ý một số vấn đề như thế này. Thứ nhất là làm sao gọi là làm tốt hơn nữa và chỉ đạo thực tế đến dân và đi sâu đi sát với quần chúng. Đó là một cái nguyện vọng của nhân dân chúng tôi. Ngoài ra thì tôi mong muốn là lên lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và các cấp lãnh đạo trong tỉnh làm sao chú trọng đến đường xá và khu dân cư để đời sống nhân dân càng phát triển và đi lại nó thuận tiện hơn. Là một cử tri sống trên địa bàn phường Nam Thanh, tôi cũng rất kỳ vọng cái kỳ họp lần này sẽ đưa ra được các cái nghị quyết sát thực với đời sống xã hội để làm sao đó phát triển kinh tế, và đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa rồi, như chúng ta đã biết là cái kinh tế của cả thế giới nói chung và nước Việt Nam chúng ta nói riêng cũng ảnh hưởng rất lớn của cái đại dịch Covid-19. Thì mong rằng qua kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân sẽ đưa ra được những quyết sách quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định đời sống nhân dân, làm sao cho cái cuộc sống của nhân dân tỉnh Điện Biên chúng ta ngày càng ổn định và phát triển. Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ tiến hành trao 30 tỷ đồng tiền tài trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Nậm Pồ. Đây là nguồn kinh phí để xây dựng sửa chữa hơn 600 ngôi nhà cho người dân nghèo trên địa bàn theo chương trình do Bộ Công an phát động. Thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ do Bộ Công an phát động và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tài trợ thực hiện, với mong muốn nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Nậm Pồ đã rà soát điều chỉnh, bổ sung số hộ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở là 615 hộ, tăng 57 hộ so với dự kiến ban đầu. Tổng kinh phí thực hiện là khoảng 30 tỷ đồng. Các đơn vị được giao phụ trách hỗ trợ làm nhà đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các xã theo đơn vị mình phụ trách, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện xây dựng nhà. Đến ngày 13 tháng 7, toàn huyện đã gia công được 150 bộ khung nhà và đã dựng được 25 ngôi nhà hoàn chỉnh. Hiện nay, huyện Nậm Pồ đang tiếp tục tập trung tuyên truyền chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị được giao phụ trách thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo tại các xã. Phấn đấu đến ngày 25 tháng 8 năm 2020 thực hiện xong toàn bộ phần khối lượng được giao. Các đơn vị còn lại phấn đấu xong trước ngày 30 tháng 8 năm 2020.
Cũng trong sáng ngày 14 tháng 7, lãnh đạo Bộ Công an, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đại diện chính quyền, các đơn vị thực hiện đã tiến hành bàn giao ngôi nhà hoàn thiện cho gia đình anh Giàng A Chu tại bản Nậm Thà Là, xã Pa Tần. Hôm nay, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Điện Biên Phủ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2020. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của thanh niên xung phong Việt Nam, nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, mưu trí sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, lực lượng thanh niên xung phong vẫn luôn là biểu tượng sáng ngời của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Phát huy truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong, trong thời bình, lực lượng cựu thanh niên xung phong thành phố Điện Biên Phủ vẫn hăng say lao động sản xuất, hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế, là những tấm gương sáng giáo dục thế hệ trẻ hôm nay. Hiện Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Điện Biên Phủ có 67 chi hội với trên 800 hội viên. Thời gian qua, các hội viên luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động, lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, giáo dục, động viên con cháu thi đua học tập, công tác và xây dựng gia đình văn hóa. Đẩy mạnh các phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội. Thưa quý vị và các bạn, trên dọc tuyến biên giới dài hơn 400 km giáp với nước bạn Lào và Trung Quốc ở tỉnh Điện Biên, nhiều ngôi nhà mới được dựng lên, trẻ em được đến trường học chữ, hay những cánh đồng lúa bội thu luôn có hình bóng của những người lính biên phòng hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Các anh đã gieo niềm tin vững chắc trong lòng đồng bào các dân tộc nơi biên cương cực Tây của Tổ quốc. Kiên trì bám bản bám dân, rồi miệt mài lăn lộn cùng người dân từng mảnh nương thửa ruộng, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nậm Kè đã vận động người dân bản biên giới Hủy Thanh gieo cấy thêm lúa vụ đông xuân. Vậy là với hai vụ lúa nước, người dân đã có đủ lương thực sử dụng quanh năm. Đồn với xã là phối hợp với dân bản để xây dựng chủng mô hình lúa nước lên, thì nên sẽ chúng tôi sẽ rất là cảm ơn để được sau đó giảm nghèo của bản. Là tiến tới chúng tôi sẽ tiếp thu, bản thân tôi thêm mạng chi bộ bản thì tôi sẽ tiếp thu những cái phát triển lên, thì tôi sẽ truyền đạt rộng hơn nữa, làm để dân bản có thể là đủ ăn đủ uống đủ mặn. Từ khi có kế hoạch xuống trồng lúa nước đến hiện tại gạt thì đồn biên phòng đã phối hợp với dân là xuống là gạt, bản thân tôi là thấy là rất là phấn khởi, cũng như các đồng chí khác được giúp dân, đây là niềm vinh dự của một người biên phòng đứng trên địa bàn biên giới. Song song với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, mỗi cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng ở tỉnh Điện Biên còn tích cực hưởng ứng, tham gia nhiều hành động việc làm thiết thực để chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ những người thân trên quê hương thứ hai của mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiêu biểu như các chương trình hũ gạo chiến sĩ, con nuôi đồn biên phòng hay chương trình nâng bước em đến trường, hỗ trợ người dân giống cây trồng vật nuôi, vân vân. Chính vì thế mà niềm tin và mối đoàn kết quân dân nơi biên giới ngày càng gắn bó mật thiết. Trong những năm qua thì lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn huyện cũng đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các lực lượng rồi cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền cũng như là tổ chức thực hiện các cái nghị quyết của Đảng, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước về công tác bảo vệ biên giới. Và lực lượng bộ đội biên phòng cũng đã tích cực tham gia cùng với cấp ủy chính quyền địa phương khu vực biên giới triển khai thực hiện tốt các cái chương trình xóa đói giảm nghèo. Thế và cũng trong thời gian qua thì lực lượng bộ đội biên phòng đã tham gia hàng ngàn lượt ngày công để giúp nhân dân xây dựng mương máng thủy lợi, xây dựng trường lớp học, nhà đại đoàn kết, cũng như là vận động tích cực tham gia vào các cái chương trình từ thiện để ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà còn là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, hành động của những người bộ đội biên phòng. Thực hiện ba bám bốn cùng với nhân dân, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, những người lính quân hàm xanh vẫn luôn kề vai, sát cánh với nhân dân, giữ vững và vun đắp mối tình đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó bền chặt. Đối với lại đặc thù của bộ đội biên phòng là thường xuyên công tác ở địa bàn, thì chúng tôi thường xuyên có lực lượng thường trực ở các cái điểm bản có cái dấu hiệu phức tạp về các cái tình hình, thông qua
sinh hoạt trực tiếp cùng đồng bào thì các tổ đội thì có nắm chắc cái tư tưởng của quần chúng nhân dân cũng như là cái thường xuyên vận động để nhân dân trên địa bàn cùng với bộ đội biên phòng nắm chắc cái các cái tình hình có liên quan để hoàn thành cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới cũng như là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Diện mạo ở các bản cụm dân cư dọc tuyến biên giới ở Điện Biên luôn yên bình và khởi sắc như ngày hôm nay, có sự đóng góp không nhỏ của những người lính quân hàm xanh. Thầm lặng mà thiết thực, các anh đã và đang tô thắm màu xanh áo lính bộ đội Cụ Hồ giữa trời biên cương, xứng đáng với biết bao tình cảm yêu thương, sự trân trọng của đồng bào dân tộc nơi biên cương Tổ quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung của chương trình trên trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.